Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube School Mobile, mình là Hưng Hèo. Và như cái chủ đề mình đã nói ngay từ lúc đầu thì hôm nay mình muốn thực hiện bài so sánh hiệu năng giữa hai cái chiếc máy này, đó là chiếc Xiaomi Mi 6 cũng như là chiếc Galaxy S7. Để mà nói là so sánh hiệu năng thì nó hơi quá, nhiều anh em lại gạch đá mình. Tuy nhiên thì mình muốn so sánh hai cái chiếc máy này bởi vì chúng đang có đồng mức giá với nhau. Và mình muốn xem rằng với cái con chip 835 thì nó có nhanh hơn quá nhiều so với hiệu năng mang lại ở trên con chip 820 này hay không. Ok, cùng bắt đầu thôi. Cùng kiểm tra lại trình năng nhiệm của cả hai máy. Đây, cả hai máy đều không ứng dụng là chạy nhầm. Và mình sẽ khởi động lại cả hai máy để đảm bảo rằng hai máy ở tình trạng tốt nhất. Trong lúc chờ cả hai máy khởi động lên thì mình nói qua một chút về chiếc Mi 6 này. Nó sẽ sử dụng con chip là 835 với 6GB RAM. Con chip chạy ở trên chiếc Galaxy S7 này là con chip 820 với 4GB RAM. Ok, máy Mi 6 đã khởi động lên rồi. Cùng kiểm tra lại trình đa nhiệm một lần nữa để cho chắc chắn. Đó, các bạn có thể thấy là cả hai máy đều không có ứng dụng ở chạy ngầm. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện bài speed test với khá là nhiều ứng dụng và game như thế này. Thì có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ứng dụng mà các bạn sử dụng, cũng như là 10 cái tựa game. Mình muốn thử xem là 10 tựa game đối với hai cái máy này thì nó mới có thể thấy được hết cái sức mạnh của hai cái chiếc máy này. Ok, sẽ cùng bắt đầu với những cái ứng dụng mà các bạn hay sử dụng hàng ngày nhé. Đối với Facebook này. Rồi, chiếc máy 6 ra lên trước rồi. Các bạn thấy được cái sức mạnh của chiếc 835. Messenger này. Nó cũng đã lên trước. Tuy nhiên thì là không nhiều. Instagram cũng vẫn lên trước với trình duyệt web sao. Cái máy gần như tương đồng và cái chiếc Galaxy S7 thì nó lót luôn cái trang web với YouTube. Chiếc S7 nó có vẻ là nhỉnh hơn một chút. Cùng chạy một cái video nào. Rồi, để chúng chạy ngầm. Cuối cùng là set play. Và chiếc Mi 6 đã nhỉnh hơn một chút rồi. Đó là những ứng dụng hàng ngày. Còn bây giờ thì sẽ đến với các cái tựa game. Ở đây sẽ có 10 tựa game khá là nặng. Ok, bắt đầu với Alpha 8. Đấy, các bạn có thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh của chiếc Mi 6 này nó khá là mượt. Kích một phát là nó vào luôn. Nó gần có thể chạm mức đến với những cái thiết bị iOS rồi. Và nó cũng đã có cái tốc độ loát vào trước. Ok, cùng thử màn chơi xem sao. Cái chiếc Mi 6 này chạy quảng cáo chứ. Điên thật. Chúng nó bắt đầu loát rồi. Để xem chiếc máy nào sẽ loát vào màn chơi trước nhé. Vâng, cả hai máy thì gần như tương đồng với nhau. Nó chiếc máy 6 nó lên một chút, nó lên trước một chút thì nhảy hơn khoảng 9 đến 1 giây. Tiếp đến là với một cái tựa game nặng kinh khủng, đấy là tựa game Mortal Kombat X. Đây là một trong những tựa game phải có thể gọi là cái thời gian loát nó khá lâu và cực kỳ lặng. 1.4GB. Tan 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 tan. Lâu đấy. Ôi, chiếc máy 6 đã vào rồi. Khá là nhanh. Và cái chiếc FPS nó cũng vào ngay sau đó thôi. Ôi, không ngờ là hôm nay hai con này lại bắt nhanh như thế. Ôi, chiếc máy 6 nó vẫn tỏ ra là nhanh hơn một chút. Đúng với cái sức mạnh của chiếc 835. Không để chúng chạy ra. Để chúng chạy đa nhiệm này. Tiếp đến là Nova. Rồi, các bạn có thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh của chiếc máy 6 này nó khá là mượt. Chạm vào phát là nó chạy nhảy luôn vào khung hình luôn. Ô, khá bất ngờ thì Galaxy S7 nó lại chiến thắng ở cái phần thi này. Cùng tiếp loát vào màn chơi. Ô, ở cái tựa game này thì mình đã thử đi thử lại khá nhiều lần. Thì lần nào chiếc Galaxy S7 này nó cũng đều giành chiến thắng và cái chiếc Xiaomi Mi 6 nó loát khá là lâu. Thì không biết là cái tựa game này nó con Mi 6 chắc là có lẽ mình nghĩ là nó chưa được tới YouTube. Đấy, các bạn có thể thấy chiếc máy 6 nó loát khá lâu ở cái tựa game này. Chỉ trừ cái tựa game này ra thôi, không hiểu tại sao lại như thế. Nó loát sau khá là lâu. Và bây giờ nó mới vào được. Phải sau đến 7-8 giây luôn.
Ok, xong quay chauffeur. Jetpack to ride. Đó, các bạn có thấy hiệu ứng chuyển cảnh ở trong máy 6 là cực kỳ mượt mà luôn. Và nó cũng đã vào trước rồi. Cắt to rose. Candy Cruise. Trong quay to die. Và tự nhiên cuối cùng Clash of Clan. Khủng khiếp với cái chiếc máy 6 này, loát cực kỳ nhanh luôn. Ok, vừa rồi là bàn thi thứ nhất. Tiếp đến là sẽ là thử trình đa nhiệm trên cả hai máy. Chúng ta sẽ cùng trở lại với Facebook. Cả máy đều còn cả. Messenger thì sao? Vâng, vẫn đều còn cả. Instagram có vẻ là chiếc SPS nó đã phải đoán lại rồi. Trình duyệt cũng thế, chiếc SPS nó đã phải đoán lại. Vâng, ngoài YouTube thì nó cũng đã phải đoán lại. Subplay, cả hai máy đều còn. Alpha nè, cả hai đều phải đoán lại. Có nghĩa là cái màn thi này mình vẫn để hơi nặng nề đối với hai máy. 6GB của chiếc máy 6 có vẻ là vẫn tối ưu chưa được tốt lắm. Ok, cùng để chúng chạy như thế thôi. Một thử Combat X xem nào. Vâng, chiếc máy 6 này vẫn còn và chiếc Galaxy S đó đã phải đoán lại rồi. Đến với Liên Quân. Vâng, máy 6 sẽ vẫn còn. Khá là ngon với 6GB. Lova. Cả máy đều phải đoán lại. Cùng để chúng chạy ra nhận hơn. Tiếp tục là Subway Surfer. Chiếc máy 6 nó vẫn còn và FPS thì đã phải đoán lại. Jetpack Ride cũng vẫn là như thế.